Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục 7 ngày an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Giảm 24% số người nhập viện do tai nạn giao thông. 267 tuyến đường tự quản đảm bảo an toàn giao thông được Hội Phụ nữ tỉnh xây dựng. Công an thành phố Yên Bái đẩy mạnh đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải xe khách bằng ô tô, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Yên Bái tạm dừng hoạt động vận tải xe khách đi Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu tạm dừng các hoạt động vận tải xe khách đi Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại bắt đầu từ 17:00 ngày 28 tháng 1 2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Các phương tiện đang trên hành trình đi Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại nhanh chóng giải tỏa hành khách, thực hiện vệ sinh sát khuẩn phương tiện, đưa phương tiện về nơi đỗ. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và các hành khách thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn, đeo khẩu trang và thường xuyên theo dõi sức khỏe. Các bến xe khách thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải có tuyến cố định Yên Bái đi Quảng Ninh và Hải Dương biết và thực hiện. Đối với các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh và nội tỉnh còn lại, yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, năm 2020, toàn tỉnh có trên 3.540 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông, giảm trên 24% so với năm 2019. Số người nhập viện do tai nạn giao thông giảm cho thấy ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân đã được nâng lên. Nghị định số 100 của Chính phủ được thực hiện hiệu quả. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu là do lái xe phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát khi chuyển hướng xe, đi không đúng phần đường làn đường, vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ. Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và lễ hội đầu xuân, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, để hạn chế các vụ tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra. Bên cạnh nỗ lực tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần tự nâng cao ý thức chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đặc biệt nói không với rượu bia khi tham gia giao thông. Năm 2020, Hội Phụ nữ các cấp tỉnh Yên Bái xây dựng được 267 tuyến đường tự quản, sáng, xanh, sạch, đẹp, thực hiện được 90 tuyến đường thắp sáng đường quê, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường. Tham gia xây dựng duy trì các tuyến đường tự quản, các hội viên Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tiên phong gương mẫu, tuyên truyền, động viên gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, chăm sóc bảo vệ các tuyến đường hoa, đường điện chiếu sáng, vận động nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, làm nơi tụ họp buôn bán, tham gia quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Các tuyến đường, đoạn đường phụ nữ tự quản tác động tích cực đến nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Những đoạn đường tự quản sẽ tiếp tục được triển khai nhân rộng và có sự tham gia của các đoàn thể xã hội, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân để môi trường đô thị thêm sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, giúp người dân vui xuân đón Tết. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ phương tiện phải mặc và trang bị áo phao cho hành khách, dụng cụ nổi cá nhân bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng, từ chối chuyên chở đối với những hành khách không mặc áo phao hoặc không sử dụng dụng cụ nổi cá nhân theo hướng dẫn, tiến hành kiểm tra tình trạng chở qua số người quy định trên các phương tiện thủy hoạt động tại lễ hội, kiểm tra việc trang bị áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cho du khách đi đò trên địa bàn tổ chức lễ hội có sử dụng phương tiện thủy. Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra chấn chỉnh trong công tác kiểm soát tải trọng trên các phương tiện thủy nội địa, trong đó tập trung kiểm tra các phương tiện thủy chủ cảng bến, đơn vị khai thác cảng, bến thủy nội địa, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, vào dịp cuối năm, lượng người và phương tiện tham gia giao thông thường tăng đột biến. Do vậy, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần giúp người dân yên tâm đón Tết, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Yên Bái đã triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, phản ánh của phóng viên chuyên mục 7 ngày an toàn giao thông. Chỉ trong khoảng 30 phút thực hiện kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái, đội cảnh sát giao thông trật tự đã phát hiện và xử lý gần 10 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, trong đó tập trung chủ yếu vào các lỗi như điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tải trọng phương tiện. Hôm nay tôi vi phạm lỗi cơi lưới thành thùng xe. Mình có biết nhưng mà mình sơ suất thôi. Có lẽ hôm nay mình về mình sẽ khắc phục.
Cùng với tuyến đường Nguyễn Văn Cử, trong những ngày này, các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thường xuyên tổ chức tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông như Nguyễn Tất Thành, Bảo Lương, Lý Thường Kiệt, Hoàng Hoa Thám. Bởi đây là các tuyến đường được coi là trọng điểm của thành phố Yên Bái và khu vực đông dân cư. Trong đó, lực lượng đã thành lập các tổ tuần tra đủ mạnh với trang bị đầy đủ, có camera ghi hình, máy đo nồng độ, cân tải trọng để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, vượt đèn đỏ, điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng chất có cồn, đối tượng xe khách chở quá số người quy định. Cùng với tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, công an thành phố Yên Bái còn lồng ghép tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến người tham gia giao thông, qua đó hoàn thành mục tiêu cao nhất là tạo môi trường ổn định, an toàn cho người dân tham gia giao thông vui xuân Tân Sửu, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động văn hóa chính trị xã hội diễn ra trên địa bàn và kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an thành phố trong thời gian triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Yên Bái đã triển khai huy động tối đa lực lượng và phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp. Từ khi triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đã góp phần vào đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông được thuận lợi và thông suốt. Chỉ tính riêng từ đầu đợt cao điểm đến nay, Công an thành phố Yên Bái đã tổ chức gần 100 ca tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện trên 600 trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và đi không đúng phần đường. Cảnh sát giao thông Công an thành phố Yên Bái đã xử phạt trên 470 trường hợp, tước giấy phép lái xe gần 50 trường hợp, phạt cảnh cáo 7 trường hợp. Cùng với tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường bộ, lực lượng chức năng thành phố Yên Bái còn chú trọng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến đường sắt, xử phạt 24 trường hợp không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang. Ngoài ra, cảnh sát giao thông Công an thành phố Yên Bái còn trực tiếp phát hiện 2 ô tô khách chở hàng không rõ nguồn gốc, bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý 7 chủ hàng, tịch thu hàng hóa xung công quỹ ước gần 60 triệu đồng. Thời gian Tết thì phương tiện tham gia giao thông của người sẽ tăng, và chủ yếu là các sinh viên, các trường học sẽ về nghỉ, về quê ăn Tết. Trong đó là chủ yếu các lỗi vi phạm chủ yếu là chở ba và là không đội mũ bảo hiểm. Và trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông đã có kế hoạch là tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý trên các tuyến địa bàn được phân công để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đảm bảo trật tự cho bà con tham gia vui xuân. Các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an thành phố Yên Bái đang triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp cuối năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh phương tiện giao thông đăng ký mới tăng nhanh và điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến tầm nhìn, kỹ năng xử lý của người tham gia giao thông, thì mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác, chấp hành các quy định của pháp luật an toàn giao thông, đồng thời quản lý, giáo dục, nhắc nhở con em, người thân trong gia đình mỗi khi tham gia giao thông, kiên quyết không cho điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đã uống rượu bia, nhằm tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Tình trạng không giảm tốc độ khi qua các ngã ba, ngã tư đã và đang diễn ra nhiều nơi và cũng có không ít các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Clip sau đây là một ví dụ. Hai chiếc xe máy đi qua ngã tư nhưng không giảm tốc độ để quan sát. Hậu quả, cả hai tông vào nhau, ngã xuống đường ngay trước mũi xe ô tô. May mắn là không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra trong vụ va chạm này. Thưa quý vị và các bạn, không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười như hai người điều khiển xe máy tông nhau trong đoạn clip trên. Vì vậy, ngay hôm nay, ngay từ bây giờ, mỗi người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định của luật giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu, hãy giảm tốc độ khi qua ngã ba, ngã tư, tránh để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Và chuyên mục 7 ngày an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái kỳ này xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tại địa chỉ yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào thứ 7 tuần sau.